Lớp Tích Tuy ở Vương quốc Campuchia sẽ trình diễn trang phục truyền thống của Vương quốc Campuchia. Tiếp theo là bạn Trương Ngọc Lan, bạn cao 102 cm, số đo 70-50-40 cân nặng 17 kg. Bạn đang khoác trên mình trang phục truyền thống của Vương quốc Campuchia với chiếc quần lưng chữ nhật, áo vải phi bông. Đây là trang phục thường được mặc vào dịp lễ hội. Sở thích của bạn là đi chơi, ước mơ trở thành người mẫu. Bạn Đào Hoàng Long, cao 100 cm, cân nặng 21 kg. Bạn đang khoác trên mình bộ trang phục quần kiểu nhật, áo bà ba với chiếc khăn rằn quấn em hông, tôn vinh sự mạnh mẽ của người nam Campuchia. Sở thích của Đào Hoàng Long là được cha mẹ mua đồ chơi, ước mơ của bạn là trở thành bác sĩ giỏi. Xin mời bạn Nguyễn Thanh Uy, cân nặng 16 kg, số đo 45, 50 và 60. Bạn cao 95 cm. Bạn thích đi chơi, ước mơ của bạn sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Và bạn Tạ Lễ Quỳnh Mai, cân nặng 17 kg,